Nếu như mắc hai lỗi giống nhau trong cùng một thời điểm thì cái đó không gọi là sai lầm đâu. Cái đó gọi là tội lỗi. Và tội lỗi thì bạn sẽ phải trả những cái giá rất đắt cho nó. Có thể mắc nhiều lỗi khác nhau, nhưng nếu như mắc hai lỗi giống nhau trong cùng một thời điểm thì cái đó không gọi là sai lầm đâu. Cái đó gọi là tội lỗi. Và tội lỗi thì bạn sẽ phải trả những cái giá rất đắt cho nó. Còn nếu bạn mắc sai lầm A, sau đó một thời gian sau bạn mắc một sai lầm B là chuyện bình thường. Và có bạn nào ở đây cũng đã mắc sai lầm như thế không? Mắc sai lầm như thế trong cuộc đời. Tôi ăn kể cho các bạn một câu chuyện. Câu chuyện này của một vị thầy của Tuệ An. Thầy là một vị thiền sư rất là nổi tiếng, vô cùng là thông tuệ trên thế giới. Có thể nói rằng thầy là một trong những vị thiền sư mà có tiếng nói và tầm ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới đương đại. Thầy thì không ở Việt Nam. Thầy đang trụ trì một vài tu viện ở Úc và Sri Lanka. Thầy ngày xưa là một người Anh. Và khi mà thầy ở Anh thì các bạn biết là ở Anh người ta không theo đạo Phật nhiều, người ta sẽ theo đạo Thiên Chúa Giáo nhiều. Và thầy là một người học rất là giỏi. Thầy đã học Đại học Cambridge, ngành vật lý lượng tử. Các bạn biết cái ngành vật lý lượng tử nghe như là của người vũ trụ ở đâu xuống học được cái ngành đó đúng không? Chứ không phải người bình thường chúng ta. Và ở cái khoa của thầy thì có một giáo sư vô cùng lỗi lạc, tên là Stephen Hawking. Có bạn nào biết đến giáo sư Stephen Hawking? Mặc dù ông ấy đã bị bệnh, ông ấy không thể cử động, ông ấy không thể nói, nhưng mà ông ấy vẫn sáng tạo ra một cái học thuyết được gọi là The Theory of Everything, có nghĩa là học thuyết của vạn vật. Và ông vô cùng nổi tiếng, và ông là giáo sư dạy khoa vật lý lượng tử đó của Đại học Cambridge. Và khi mà người thầy này, lúc đó tên cúng cơm của thầy ấy là Peter. Anh chàng Peter học ngành vật lý lượng tử của Đại học Cambridge. Và khi anh chàng Peter này đi học á, thì anh chàng Peter này thấy rằng, gọi là ở cái khoa mà siêu cao thủ của một cái đại học siêu cao thủ trên thế giới này mà có một vị giáo sư mà lỗi lạc, một trong những vị giáo sư lỗi lạc và nổi tiếng nhất của nhân loại là Stephen Hawking, mà Peter vẫn thấy hình như kể cả mình có đạt đến cấp độ của giáo sư Stephen Hawking thì mình vẫn không thực sự hạnh phúc thì phải. Tại vì thấy rằng mặc dù giáo sư rất giỏi nhưng dường như vẫn không thật sự hạnh phúc. Và lúc đó Peter đã nghĩ rằng mình sẽ phải đi tìm hạnh phúc đích thực. Khi mà Peter học xong thì Peter cũng siêu lắm, thế nên là được giữ lại làm giảng viên cũng của khoa vật lý lượng tử của Đại học Cambridge. Và Peter đã giảng dạy được một kỳ. Sau khi giảng dạy xong một kỳ thì Peter quyết định nghỉ việc và đi tìm con đường hạnh phúc. Và ở một cái nước mà Thiên Chúa Giáo rất phát triển, nhưng không hiểu sao anh chàng Peter này lại thấy mình có nhân duyên với Phật giáo. Thế là cũng đi tìm đến các ngôi chùa ở Anh, nhưng mà thấy không đạt được cái điều mình muốn. Vì dường như những ngôi chùa ở Anh, họ tụng, họ niệm, họ làm cái gì ấy, nghi lễ thì rất là nhiều, mà hạnh phúc đích thực của những con người đấy thì anh chàng này không tìm thấy. Thế là cuối cùng anh ta nghĩ mình phải trở về phương Đông, tại vì phương Đông sẽ là cái nôi của Phật giáo, mình sẽ trở về đây và tìm. Và trong cái chuyến hành hương trở về phương Đông, Peter đã từng đi đến Himalaya, Ấn Độ, và cuối cùng Peter dừng chân tại Thái Lan. Nơi đây Peter gặp một vị thầy của mình. Vị thầy tên là Ajahn Chah. Ajahn Chah là một vị thầy cũng rất là lỗi lạc. Và Ajahn Chah được mệnh danh là thầy của các vị thầy. Và Ajahn Chah là một vị thầy mà theo lời kể lại của Peter là cậu học trò của Ajahn Chah ấy, thầy không bao giờ buồn hết, lúc nào thầy cũng vui hết. Và đấy chính là điều mà Peter muốn. Peter muốn mình cũng như thế. Thế là Peter theo học Ajahn Chah. Và khó khăn vất vả vô cùng cả nhà. Bởi vì sao? Bởi vì một cậu Peter chỉ biết tiếng Anh, không biết tiếng Thái. Nước Anh thì lạnh, sương mù. Nhưng mà về đến Đông Nam Á thì nóng, ẩm, mồ hôi, tất cả mọi thứ, điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đồ ăn không quen, không biết nói tiếng nữa. Nhưng cuối cùng Peter vẫn quyết tâm đi theo thầy. Và khi mà đi theo thầy thì cái thời đó ở Đông Nam Á ấy,
một người Tây phương xuất hiện ở Đông Nam Á cũng là một điều kỳ lạ. Peter đã từng kể lúc này thì Peter được thầy mình đặt cho một cái tên mới, đó là Ajahn Brahmavonso. Đọc dài quá mọi người cũng không thể đọc được, thế nên cuối cùng là rút ngắn lại là Ajahn Brahm. Từ Ajahn trong tiếng Thái có nghĩa là thầy. Và khi mà thầy Ajahn Brahm lúc này ở Thái Lan tu tập thì đã khó khăn vất vả hơn một người Thái rất nhiều. Nhưng cuối cùng cái chàng trai Tây phương đó lại trở thành một trong những học trò xuất sắc nhất của Ajahn Chah. Và mọi người đã từng nghĩ rằng cái chàng trai Tây phương không biết một cái gì cả đó, cuối cùng lại trở thành một học trò xuất sắc nhất, và cuối cùng trở thành một vị thiền sư lỗi lạc nhất đương đại. Bây giờ thầy cũng đã ngoài 70 rồi. Cho đến một ngày khi mà có một vài người ở chính quyền của Úc gặp Ajahn Chah và nói rằng chúng tôi muốn mang phương pháp thiền nguyên thủy đến Úc và Ajahn Chah có thể giúp không? Ajahn Chah đã đồng ý và Ajahn Chah đã cử hai người đệ tử của mình đến Úc để làm cái việc đó. Hai người đệ tử giỏi, bao gồm có Ajahn Brahm và một sư huynh nữa của Ajahn Brahm. Và hai người này đến Úc được cấp cho một khoảnh đất ở Perth, là một bang ở Tây Úc. Perth là một nơi rất là đẹp, có cây, có rừng, rất xa thành phố, kangaroo chạy nhảy lung tung, koala rồi tất cả chim chóc, nai hiêu rất nhiều luôn. Nhưng mà chỉ có cái khoảnh đất đó thôi, không có cái gì hết. Và hai vị sư trẻ này đến đấy phải tự gây dựng từ những viên gạch đầu tiên. Nhưng mà họ không có tiền, cũng không có ai cúng dường cho họ cả. Và thế là họ phải đi xin từng nhà vật tư là cho họ ứng trước vật tư này nhé, rồi tự họ đi học làm thợ xây, cứ dần dần và xây dựng lên một tu viện. Dịch ra tiếng Việt được gọi là tu viện Giác Thừa. Bây giờ vẫn đang có tại Perth, tại Tây Úc. Và vì thế, sau đó dần dần khi mà nhiều người biết đến hơn thì có nhiều người dân xung quanh hỗ trợ và cúng dường cho họ đồ ăn, thức uống, rồi vật tư, các thứ. Rồi các bạn biết không, những người dân ở xung quanh vùng Perth, Tây Úc đó thì cũng không phải là những người quá giàu có tại Úc. Tại đó không phải là khu nhà giàu. Thế nên có những người chỉ làm nông dân thôi, có những người họ chỉ cúng dường một cái túi, một cái búa, một cái thìa, tất cả những cái đồ vật mà họ có. Nhưng bằng tình yêu thương của họ. Và điều gì đã xảy ra nhỉ? Bây giờ đó đã là một tu viện rất nổi tiếng trên thế giới rồi. Và thầy Ajahn Brahm là trụ trì của tu viện đó. Thầy đã luôn luôn nói với các học trò của mình, với những người ở trong tu viện rằng phải trân quý từng cái đồ vật nhỏ nhất mà đại chúng cúng dường cho chúng ta. Bởi vì bản thân chúng ta không có làm ra tiền, thế nên là không bao giờ được sử dụng một cách vô tổ chức hoặc là không biết tiết kiệm. Thế mà đến một ngày khi thầy đi ra vườn chơi, thầy đã phát hiện có một cái búa dỉ sét được vứt chồng chơ ở trên bãi cỏ. Và với thầy Ajahn Brahm thì đó là một điều không thể chấp nhận được, bởi vì không biết quý công sức của đại chúng. Và thầy đã nói cái điều này rất nhiều. Một việc nhỏ như vậy mà cũng không nhớ được. Và cuối cùng sao? Ngay lập tức thầy cầm cái búa dỉ sét đó, thành lập một cuộc họp với tất cả những người ở trong tu viện rất nghiêm túc. Khi mọi người đã vào hết hội trường lớn, thầy giơ cái búa dỉ sét đó lên và thầy hỏi ai là người để quên cái búa này ở ngoài vườn. Thầy đã đi và thầy thấy đó. Và lúc đó mặt của mọi người ở dưới căng thẳng như mặt các bạn bây giờ. Và rất là sợ, rồi có một cái điều gì đó rất là căng. Ông thầy lại hỏi lại lần nữa, ai là người đã để quên cây búa này? Không một cánh tay nào giơ lên, không một động tĩnh gì. Và lúc đó thầy bảo, tôi rất là buồn. Tôi buồn bởi vì là đã không quý công sức của đại chúng. Cái điều thứ hai tôi buồn là ở trong một cái môi trường như tu viện này, là những người đi tu tập, thế mà sao lại không dám thừa nhận lỗi lầm của mình, không có một cánh tay nào dám giơ lên hết. Và đấy là điều tôi buồn hơn cả. Và cùng thầy cho một bài thuyết giảng 2 tiếng về hai điều này.
Mọi người ngồi dưới nghe vẫn với những gương mặt vô cùng căng thẳng. Và sau đó thầy buồn rầu và bước ra khỏi hội trường. Nhưng khi bước đến cửa hội trường thì thầy chợt nhận ra chính mình là người đã bỏ quên cái cây bùa đấy. Và đấy là lý do từ nãy đến giờ mình hỏi mà không ai giơ tay hết. Thầy lại ngay lập tức triệu tập lại một họp. Tất cả mọi người quay lại, mọi người lại quay lại ngồi im với một gương mặt rất là căng thẳng xem thầy trụ trì của mình nói gì. Thầy lại cầm cây búa lên. Tôi xin lỗi vì chính tôi đã là người bỏ quên cái cây búa này. Tôi đã hiểu lý do tại sao lúc nãy tôi hỏi mà các bạn không ai giơ tay. Và lúc đó cả hội trường cười ồ lên. Và thầy đã dám nhận cái sai lầm đó. Nhưng có một điều tuyệt vời là khi thầy nhận cái sai lầm đó thì những người khác cũng bảo: ở hôm nọ con đã quên không giữ giới thầy ạ. Hôm nọ con đã lỡ ăn trong cái bữa buổi tối con không được ăn, nhưng hôm đó con đói quá con lỡ đi lấy bánh mì ở trong bếp và con đã ăn. Sau đó mọi người liên tục thừa nhận những cái sai lầm của chính mình từ nhỏ đến to. Có người thừa nhận sai lầm là hôm nọ con đã đi ra ngoài tu viện vào quá giờ giới nghiêm. Và hôm đó lại trở thành một cái buổi mà mọi người có thể nói cho những cái sai lầm của mình mà không sợ bị phán xét. Và cùng bao dung cho nhau tất cả những sai lầm đó. Bắt đầu từ việc thầy dám nhận sai lầm của mình. Và thầy là một người vô cùng tuyệt vời. Có những người gọi thầy là the monk of the monk, có nghĩa là sư của các vị sư. Có những người đã từng nghĩ rằng nói đến sư thì phải nghĩ đến phương Đông, nhưng mà khi gặp Ajahn Brahm thì thay đổi hoàn toàn góc nhìn. Bởi vì Ajahn Brahm mặc dù là một vị sư Tây Phương nhưng mà có những cách tiếp cận và có chiều sâu hoàn toàn khác. Và là một con người rất tuyệt vời và rất vui vẻ. Và đó là một người mà có ảnh hưởng với Tuệ An vô cùng nhiều. Có những giai đoạn mà Tuệ An bị tiêu cực một chút hay là xuống năng lượng một chút, vì mình cũng là con người mà. Và ở nhà Tuệ An thì có ảnh của thầy Ajahn Brahm. Tuệ An chỉ cần nhìn cái gương mặt cười tê tét của thầy là Tuệ An đã thấy vui rồi. Tại vì lúc nào thầy cũng thế, cười rất là tê tét, rồi thầy không bị mắc kẹt vào một cái hình thái nào cả. Thầy rất là béo, bây giờ ngoài 70 tuổi rồi thầy rất là béo. Và thầy nói là: các bạn có biết tại sao tôi béo không? Tại vì tôi chả phải suy nghĩ lo lắng nhiều gì cả. Nên mặc dù mỗi ngày tôi ăn có 2 bữa, nhưng ăn bao nhiêu là nó chui xuống bụng hết. Và đấy là lý do tại sao tôi béo. Và thầy cũng dạy những bài học rất lớn cho những người xung quanh về việc dám thừa nhận sai lầm, bao dung cho sai lầm. Và thậm chí là dám mắc sai lầm.